Dạ đây là một rổ. Rổ này nặng khoảng 70 pound, 75 pound, 70 pound tới 75 pound. Cái rổ thường thường họ lấy được đực tôm. Thì đực tôm mà tới đây đó, tới đây cái mức như này thì 70 pound. Mình hái ở trên đây rồi, đồng thời mình tỉa bớt một số cành nhỏ nhỏ. Ở đây thì mình cũng cắt, mình sơ ý nó cắt một số cành nó bị còn mang trái trong đây ha. Thì mình cắt nó bị rớt xuống đuôi dưới luôn. Ok, dạ như là cái cành này, trái này, cành này, cái cành này thì nó có cái trái này. Nếu mà nó đậu thì nó đeo lủng lẳng không. Dạ đây thì cái cây này mình đã tỉa nó xuống rồi để cho nó không có tốt lá cho lắm, bởi vì nó đã ra trái rồi hả, trái rồi thì đây là cái lá nó rụng đây, để cho nó héo, nó rụng lá xuống chút xíu rồi chiều hay là ngày mai vậy đó, bữa nào rảnh mình mang xuống lần sau, hoặc là mình bón ngay cái gốc ngay dưới đây. Thì đây là cái cây mà mình hái thì nó rớt lá xuống, mình cũng sót, mình cắt cái này nó tại vì cái cành này nó nằm trên ngọn, nó quá cao nên mình cắt xuống thì cái trái của nó vẫn còn màu tím ha. Dạ vâng, nhưng mà nó sẽ đổi màu. Thì cái cành này cành cũ thì nó ra ngay chỗ này ha, ra chỗ này. Thì cái cành này nó là cái cành mình tỉa đây, thì cái đầu chỗ này đó là cái mình thấy rằng là nó có cái màu khác như vậy, thì cái là nó mới mọc. Cái cành này là cành cũ thì nó ra bông, thì nó ra trái ngay chỗ này. Ok, mình đã cắt phạm vào, mình cắt sơ ý, mình cắt bứng cái này thì mình không có thấy được tại vì nó làm xéo ha. Thì qua bên này thì cái cây có một cách là mình để ở cái lá ngay cái chỗ gốc cây này cho tới khi nào nó rụng hết lá xuống, xong rồi mình mang cái nhánh đi, mang cái nhánh đi, xong mình xay nhỏ lo, hoặc là cái máy mà máy máy cắt cỏ của mình đó, cái mình cắt cho nó vụn ra, là cắt nó vụn ra ha. Đây mình thấy ở trên này thì nó có những cái trái như trái này, đây là hai trái ha, trái này. Ok, thì ở dưới này nè, bạn thấy rằng là nó có trái nè, có trái nè. Cái cây này thì năm nay năm thứ ba, năm ngoái nó ra một hai trái nhưng mà nó rụng xuống ha. Bây giờ mình qua cái cây này lúc nãy, bây giờ mình không thấy trái, bây giờ mình lại thấy nó có cái trái đây. Thì cái cây này là đã 2 năm rồi, năm nó ra một trái ha, đây nó ra một trái đây. Thì cái năm năm thứ hai đó thì có thể nếu mà cái đất của nó tốt đó, thì nó là cái năm thứ hai nó cũng là trái, nhưng mà nó chỉ ra một trái thôi, một trái, hai trái, ba trái thôi. Năm thứ ba nó mới ra nhiều trái. Thì cái cây này nó là hai cây dính vào nhau. Ok, hai cây nó dính vào nhau. Ok, bây giờ mình thấy cái cây này nha. Cái cây này là cây cây hữu hoa. Ok. Cái cây nho đó, nó cũng có một cái sợi dây như vậy, nó cũng có những cái dây dây bám như vậy. Thì mình không biết được gọi cái dây này dây gì, nhưng mà mình tạm thời là cái dây dây này á, là nó leo lên cái cây thì nó quấn, nó bám vào cái cây, nó quấn chặt vào cái dây thì nó bám xung quanh, nó đưa cho nó. Thì cái dây này ở trong cái cây này, và cái cây này thì nó khi mà cái dây này nó bám xung quanh rồi nó leo lên trên cây đó, nó leo trên cây xong nó leo lên trên trên cành rồi đó, thì cái cây này thì bây giờ nó lại thuộc ở trong cái cây này. Thì cái cây này trước tiên nó lên như vậy đó, thì nó sẽ quấn vào trong này, thì cái cây này nó cái này đó thì nó sẽ quấn quấn quýt vào trong cái cây này, quấn vào cái cây này. thì
Thì cái cây nho mà tuần là cách đây 2 ngày, cái 2 ngày tuần là ngày ngày thứ bảy đó, ngày thứ bảy và tối ngày thứ bảy vọng vọng chủ nhật và ngày chủ nhật đó thì nói đến cái cây nho thì nó có một cái ý tưởng khác nữa là mình cộng thêm thôi, đó là cái sự quấn quýt với nhau, sự quấn quýt với nhau. Thì mà cây nho nó mình đã có trồng cây nho rồi, nó có một cái sợi dây nó dài thì nó quấn vào cái cây hoặc là cái cây nào đó thì nó quấn, cái cây nó lên cao cỡ nào đó, lên cao cỡ nào thì cái dây nó leo cao cỡ đó. À thì bởi vậy nên nó cứ cao như vậy hoài. Thì nếu mà mình nếu mà hết mùa rồi mình cắt tỉa để cho nó ra một cái nhánh nhỏ nữa. Nhánh nhỏ thì cái cây nó cái cây 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 nho nó không có chết, nó không có chết. Nếu mình trồng từ hột thì cái dây của nó không có chết, thì cái dây của nó càng càng lúc nó càng bự ra thì nó đâm nhánh ra như cái cây này thì nó cứ vậy mà nó đâm nhánh ra thì khi mà cái cây này nó lên càng cao bao nhiêu đó, thì cái dây leo nó lại lên cao bấy nhiêu và nó leo lên tới đâu thì nó đưa hạt ra tới đó. Thì nó không có lai nha, nó không có lai nhưng mà nó quấn quýt bên nhau, à thì nó là quấn quýt. Thì cái hột của cái cây thì cái hột của cái cây này á là khi mà mình vào cái mùa chia sẻ ăn chay đó thì nó có một cái ý nghĩa khác là mình thêm thôi nha, mình thêm thôi, như là người ta nói thường nói là nói chuyện mà thêm mắm thêm muối đó, à, thì thêm vô thôi thì cái thì khi mà mình cho người ta một cái trái cây nào nguyên thì mình cho trái đó thì mình phải cho nguyên trái, còn nếu mình cắt làm hai đó mình phải cắt ra là mình mà cắt trước mặt người ta, phải cắt trước mặt người ta để rồi mình đưa cho người ta, chứ còn mình cắt ra một nửa mà đưa cho người ta thì chưa chắc người ta đã ăn. Ok, thì nếu mình ăn một nửa, mình chia cho vợ của mình hay là con của mình hay là cha mẹ của mình một nửa thì mình để dành một trái kia thì mình để dành nguyên thì mỗi người một để dành một nửa thì nó là chở nguyên một trái thì mình tặng cái trái đó cho những người họ cần đến, là cái họ cần đến cái chất thuốc đó như là một cái viên thuốc để mà họ có thể sống được. Thì cái người bệnh đó, họ cần cái gấp đôi, à họ cần cái gấp đôi, nhưng mà mình tiết kiệm thì cái mình không phải là mình tiết kiệm một nửa đâu, nhưng mà mình ăn đúng cái phần của mình rồi, nhưng mà cái người bệnh thì họ ăn phải ăn cái gấp đôi, à họ ăn gấp đôi, hoặc là người bệnh thì họ miễn ăn chay cầu nguyện, là nó là như vậy, thì nó là một cái ý nghĩa như vậy. Còn nếu mà mình ăn một nửa xong mình để dành một nửa ngày mai mình ăn hay là mình đưa cho người khác thì nó thuộc loại về tiết kiệm, à, tiết kiệm thì nó lại là coi chừng nó đi sâu vào như là bủn xỉn, à vậy thì nó lại không đúng. Thì nếu mà mình có thể ăn như cái kiểu mình vừa nói, à thì có thể mình có thể vừa giúp được người mà cũng vừa không có ai có thể nói xấu về mình được hết. Dạ vâng, thì nó vẫn còn có một cái chất lượng là ngay tươi đó, thì trong vòng 3 ngày thì cái trái cây nó vẫn còn tươi nha. Như là thức ăn mình nấu thì mình để ở ngoài, thì nếu mà không có máy lạnh, không có tủ lạnh thì thức ăn mà nó đã tươi thì nó có thể để dành được tới 3 ngày, nhưng mà trong một ngày đó mình ăn thì cũng tốt rồi. Vâng. Dạ bây giờ đó thì nó có những cái rau, như là cái rau này đó thì mình phải hái, mình phải hái ở cái gốc như này, mình phải hái ở ngay chỗ này, mình cắt thế này thì cái đọt nó lên lại thì nó tỏa ra lại, thì khi mà nó lên cao nữa thì mình không còn thấy cái dấu nốt, cái nốt mà mình cắt. Bên này thì cái cây bồ công anh thì trời nắng như vậy thì ngày hôm qua có mưa thì nó lại tươi lại rồi, thì cái bông này nó là một cái bông mình có thể làm thuốc được. Ok, vậy thì cái rau này thì sao, thì cái đây rau này mình có thể chia sẻ như thế nào được, thì mình cũng có thể chia sẻ được thì người ta không có sợ lắm, nhưng mà cái trái cây đó, cái trái cây hay là cái con cá hay là cái gì đó thì mình có thể, thì nó tùy theo mình chia sẻ. Như cái này đó thì mình có thể mình cho người ta một cái hạt giống ha. Ok, thì cái này đó thì mình có thể nấu lên thành nước mình uống, à mình chưa là mình uống. Ok, thì bây giờ mình đi lên tới chỗ đó thì cái cây này nó giống như cái cây su hào, nhưng mà nó thuộc về cây rau, thì cái cây này nó cũng trị bệnh nha, cái cây này nó trị bệnh tiểu đường lắm. Mình khi mình ăn vô thì mình luộc lên, mình sẽ
mình sẽ thấy có cảm giác như là khi mình đi tiểu là nó ra nó đau đau ha. Cái cây này mình mua thì nó giống như cây xà lách, mà nó lại ở trong một cái bịch người ta bán hầm vài lần sân khấu về cái lô xà lách, thì mình mua về mình trồng thì nó ra như vậy nha. Hôm qua nó có trận mưa để nó tươi như vậy. Dạ, con cây này cây xà lách thì mình nó sắp sẽ ra bông đây, thì cái bông này nó hơi lạ. Cái loại xà lách này nó ở trong một cái gói nó hầm vài lần mình trồng như vậy nhé. Đây là nó cũng một cái xà lách như vậy nè ha, mình trồng chung một cây hành. Thì bên này nó là cái cây như thế này, thì ở đây thì nó hơi cái loại cây, cái loại thùng này mình có cái loại phân nó hơi 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 mạnh quá. Dạ, thì đây nó là cây bột của anh đây, thì cái bột của anh nó đang là ra bông đây. Dạ, cái con gì nó đang là ở đây, nó hút cái lá của nó. Ở đây là cái cây cây rau lang đó. Cây rau lang thì mình sẽ cho nó mọc lên cao nữa, mình không có đào cũ, bởi vì năm nay nó xuống nó lạnh hết sạch, thì mình để cố ý mình để dành một cái củ dưới, mình không có đào lên, thì để cho nó ra cái dài hơn chút xíu để mình có thể là gầy giống. Thì ở bên này nó có một cái bông này mình sẽ lấy hạt ha. Đây là cái cây này, cái cây này cây nó cũng thuộc lại là cây cây rau xà lách à, thì nó đang ra bông này, mình để như vậy để mình lấy hột ha, lấy hột. Ok, giờ bên đây là cây sả. Cái cây này nghe nói mình cũng ăn được, mình chưa ăn được ha. Ăn gỏi hay là cái gì đó. Cây này cây thích cây kinh giới ha. Bên đây là cây kinh giới, cái cây này cây sâm cái gì đây mình quên tên cái cây này rồi. Cái cây này cây cây hẹ này, thì cây này cây cây sả. Dạ, cây này cây rậu đay đỏ ha. Nó đang lên ha. Thì cái loại rậu đay đỏ này nó có những con sâu là nó ăn khiếp lắm, thì dường như là khoảng chừng một tuần đó là mình có thể được ăn ha. Bây giờ mình qua bên này mình coi. Thì ở dưới này nó là cái cây cây rau má, cái con sâu nó ăn ăn hết cái lá của nó rồi. Trong một đêm nó có thể ăn hết. Cái này thì mình reo nó hơi hơi nhiều là bởi vì nó dính vào trong cái hạt to hả. Đây. Ok, bây giờ mình trở lại cái trái này. Cái trái cam này đó thì nó rất là chất lượng. Tuy là nó màu như vậy, nhưng mà khi mà bóc ra nó rất là chất lượng. Mình đã biếu tặng một số người đó, họ rất là thích. Thì đây là thì nhưng mà cái này thì mình cũng vẫn có thể chia sẻ được, nếu mà mình chia sẻ thì mình cũng phải chia sẻ trước mặt mọi người. Thì trong đây nó có 10 múi thì mình chia ra, thì bây giờ mình thấy là cái trái cam như vậy, thì cái chỗ này là nó ở cái chỗ nắng à, cái chỗ này nó ở dưới nè. Như cái trái này là thì nó ở giữa cái cây, giữa trong cái lòng cây, nên nó vẫn còn xanh. Như cái trái này thì nó nằm ở mé ngoài ánh nắng mặt trời nên nó rọi vô như vậy. Thì ở đây nó hay bị như thế này. Thì cái loại như vậy thì mình bán ngoài chợ không được là bởi vì người ta sợ. Như cái trái cam này đó thì mình có thể bán được là bởi vì nó xung quanh nó không có bị cái gì hết. Nhưng mà lạ cái là khi mà mình bóc vào trong phía trong thì nó không có, như chỗ này ha, mình bóc vào trong phía trong thì nó không có bị sâu. Mình chưa bao giờ thấy trái cam mà nó bị sâu nha, trái cam bị sâu. Thì ở trong đây có 10 múi thì mình có thể chia ra cho 10 người ăn, thì mình đoán rằng là khoảng chừng có 4 người thôi, có 4 người họ có một cái khẩu vị giống nhau. Còn có người thì sáu cái múi kia thì nếu mình chia 6 người thì có người thì họ nói rằng là nhạt quá, họ có thể nói chua, có thể nói ngọt, có thể nói chát, có thể nói không có một cái vị hết, có thể nói là khô quá. Là bởi vì khi mà nó khô đó là nó ở ở phía nắng thì nó khô, mình để quá lâu chẳng hạn như trái này đó thì người ta có thể nói là khô quá, nhưng mà mình bóp như vậy thì nó mềm quá ha. Nhưng cái trái này thì mình bóp thì nó không có vô, bóp thì nó không có vô, nó vô chút xíu xong nó vô nhưng mà nó nảy ra lại. Còn cái này bóp nó vô xong nó nằm ở phía trong luôn, nên là đó như là nó nằm ở phía trong luôn, hay là nó ra lại. Như cái trái này đi, cái trái này thì nó bóp rồi, bây giờ nó thế nó nằm ở phía trong luôn, nó không có đẩy nó lại ha. Thì cái này nó khô quá thì cái muối ở trong nó khô quá. Như cái con như cái này thì mình đẩy vô thì nó đưa lên lại ha, đó nó đưa lại như vậy. Thì ở trong này nó đầy những cái con đầy những cái muối à, đầy những cái muối thì nó ra một cái chất như vậy ha. Bây giờ
giờ mình đang nói chuyện cái con chó này nó tới nó nghe ha. Đó. Đó, nó tới nó nghe. Nó tới nó nghe không? Đó, nó tới nó làm bạn với mình đây nè. Tới làm bạn là phải không? Có chuyện gì nói chuyện đi hả? Hả? Nghe lục kinh phải không? Đó, thấy không? Chó nó tới, chó nó tới, chó đẹp không? Chó nó rất là đẹp. Nó tới đây nó nói chuyện với mình đó, xong rồi nó đi đó. Nó đang ở đây nè bác ơi, tới nó đang ở đây nó chơi vui nè. Dạ vâng, cái người láng giềng họ vừa mới tới thì ảnh cũng thường hay hái trái cam như vậy á, đằng trước nhà của mình. Ảnh mang đi ra ngoài biển thì ảnh có một cái chứng bệnh nên ảnh ăn, mà anh lại ăn, anh cần ăn à, khi mà anh cần nấu cái gì đó mà nó ăn sợ ăn trái mà nó sớm sớm chút xíu đó, như là mấy tháng trước đó, thì nó có một vị chua. Dạ thì khi mà nó càng chua đó, khi mà nó chín đó, thì nó lại càng trở thành ngọt nha. Cả người ta lấy ngọt. Còn nếu mà cái trái nào mà nó không chua đó, thì khi mà nó chín thì nó trở thành nhạt, à, nó trở thành nhạt. À, thì khi mà mình mở một cái trái cam như vậy đó thì mình cắt ra cũng được, mình cắt nó 10 múi cũng được, mình chia ra xong mình lấy cũng được. Hay là mình bóc ra thì cái tay của mình nó dính vô. Nếu mình con dao, có dao mình cắt ra. Nhưng mà cái con dao nó có thể nó cũng truyền cái chất sắt hoặc là cái chất stainless steel vô trong cái múi thì nó làm cho cái vị nó khác đi, à, làm cho vị khác đi. Thì ở đây thì mình không có bỏ muối nha, không bỏ muối ở dưới cái gốc cây của nó, mình chỉ bỏ phân cỏ thôi, cỏ là mình làm phân là mình bón được thôi. Thì đó là một cách như vậy, và một cái cách mình giải thích thêm thôi, thì ở trong cái phim mình coi nó thì họ đóng với cái phim gọi là phim cuộc đời của Chúa Giêsu, thì nó ra rất là nhiều phim. Thì nó có một cái đoạn phim mình coi đó, thì cái đoạn đầu họ giới thiệu là cái phim này đóng theo Thánh Luca, đóng theo đéo theo theo cái phúc âm của Thánh Luca. Và họ sau này họ ra thêm là King of the King. Cái hồi đó thì mình coi gọi là Jesus of Nazareth, hoặc là Christmas. Nó ra nhiều cuốn phim lắm. Thì nó có một cái đoạn phim thì nó giới thiệu lúc đầu là nó đề là Luca, mình nhớ là như vậy. Thì nhưng mà khi mà ngày hôm nay đó, ngày hôm nay thì mình không có nói nhiều đến phúc âm đó, thì mình lấy một đoạn khác mình nói cũng được. Chẳng hạn như hôm nay đó thì được trái cây đó, thì mình nói tới tiên tri Jeremiah, thì cái tiên tri Jeremiah cũng là một số tiên tri lớn. Thì tiên tri Isaiah thì cái lớn lắm, nhưng mà tiên tri Jeremiah thì nói về đồng ruộng cây cối rất là nhiều, về hoa quả trái. Thì khoảng chừng 1 tháng nữa, 2 tháng nữa thì mình vào ngày cái tháng 5, tháng 6 thì sẽ bài đọc nó sẽ nói về tiên tri Jeremiah, nói về hoa quả rồi về về cái đồng ruộng, làm ruộng. Ok. Dạ như mấy năm trước đó thì mình nói đến phúc âm đó, thì mình nói đến trước 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 Covid mình có đăng mấy cái bài bên Facebook nói về những cái đoạn là phúc âm. Thì cái thời gian đó thì mình được soi sáng, là mình nghe xong mà nó hay, mình đọc mà xong mà nó hay quá, thì dường như ngài soi sáng cho mình thì mình biết là ok, nó mình soi sáng là mình biết là ồ vậy như vậy. Xong mình tìm hiểu, mình đọc lại cái cuốn kinh thánh, thì cái cuốn kinh thánh đó là mình mua đã khá lâu rồi, đã mười mấy năm rồi. Lúc đó mình có dự định là mà mình mua ở dòng ở ở Missouri.
thì mình về mình để đó, mình đọc mình cũng khó hiểu và mình cũng muốn kiếm có người. Nhưng mà hồi đó thì có vị linh mục đó, thì họ tới đó, thì họ tới một tuần một có một lần thôi, có một lần thôi, có khi một tháng có lần, có khi 2 tuần mới tới một lần. Họ làm thánh lễ về tiếng Việt, thì một tuần nó thì ở cái thành phố ngay bên cạnh, còn một tuần ở bên mình, thì cứ cách như vậy. Thì cứ mỗi tuần thì ngài chạy xuống, ngài chạy từ Boston, ngài chạy xuống dưới Haverhill hoặc là Lawrence, thì ngài làm lễ. Thì tụi này cũng siêng đi lắm, tôi cũng hay rước Đức Mẹ về hàng tuần để cọc đọc kinh ở nhà người này người kia lắm. Rồi lúc đó thì mình còn trẻ quá, thì mình đọc thì mình không có hiểu lắm, nhưng mà mình có coi phim đạo, như phim ông Moses, phim Samson. Thì cái ông Samson với ông Moses á, thì tóc của ông đổi khi mà ông Moses ông lên từ trên núi xuống, thì tóc của ông đổi và râu ông đổi màu trắng. Thì mình coi cái đoạn phim đó thì mình biết, thì tóc dài, râu dài và tóc bạc. Ông Samson thì tóc dài, nhưng mà trước khi mà ông sinh ra đời, cái ông Samson ông sinh ra đời đó, thì ba mẹ của ông là cầu nguyện mới được có một người con vào hiếm muộn. Thì khi mà ông Moses ông cũng sinh ra trong một gia đình công giáo, mà cũng 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 họ cũng vẫn cầu nguyện là có một đấng Messiah xuống để mà cứu dân. Thì ngay một cái thời gian đó thì Chúa Giêsu chưa có, thì đó là trước Chúa Giêsu thì mình biết rằng là ông Moses ông cũng cứu được dân Israel ra khỏi cái vùng nô lệ. Thì mình nghe trong đó có nhiều mục đích lắm, có nhiều mục đích lắm, như là phép lạ, biến biến con cái cây gậy thành một con rắn, và cái con rắn của ông Moses nuốt 2 con rắn của người Pharaoh, thì người Ai Cập á, thì cái cây gậy của hai cái ông kia đẻ xuống, thì cũng làm phép lạ. Nhưng mà phép lạ cái là cái con rắn bên này nó nuốt chửng 2 con rắn bên kia luôn. Thì lúc đó ông Moses làm nhiều phép lạ lắm trước khi dẫn đi ra ngoài. Và sau đó, cái đó là sau khi mà ông nhận ra người mẹ ruột của mình, và ông biết rằng là cái nguồn gốc của ông là ở một người Israel, nên ông trở lại. Thì xin giới thiệu với các bạn về những cái cuốn phim mình có thể đọc được. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì mình có thể mình mang ra bất cứ những câu chuyện gì nó tựa trong Kinh Thánh ra, nếu mà nó phù hợp với lại những cái câu chuyện mình cần phải nói, để mình có thể giúp nhau. Đây là mình giới thiệu riêng cho những người trẻ, và những người trẻ đó thì mình biết rằng là những người trẻ họ rất là hảo về trái cây, thì cái cơ thể của họ rất là lúc nào họ cũng cần nạp vào trong cơ thể của họ. Thì khi mà cái tóc của mình nó dài đó, thì mình không cần phải nạp rất là không cần phải nạp nhiều. Khi mà mình cảm thấy trần trụi thì mình cần đến để nó nuôi cái tóc của mình. Nhưng mà mình không có biết đâu là bởi vì cái cơ thể của mình nó ra cái energy, nghĩa là mình hướng hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội đó, thì mình sẽ đói bụng rất là nhiều. Đói bụng rất là nhiều. Mình có thể ăn một ngày 3 bữa 4 bữa để mà bù lại cái sức khỏe của mình. Như mình ăn trái cam này, ăn 2 trái cam này thì nó tan chất đường lẹ lắm và mình sẽ đói mau lắm. Người Mỹ họ xay luôn cả vỏ, họ rửa họ xay cả vỏ, có thể họ xay cả hột luôn đó. Thì cái orange juice ở ngoài chợ mình mua đó thì dường như mình không có hạp lắm, là bởi vì mình uống đó, nó hay làm cho mình ói lắm. Dạ vâng. Thì bây giờ nó nếu mà mình có thể lấy cái lá này đó, mình làm thuốc, mình giã ra, hoặc là mình bỏ cho cái máy blender đó, hay là mình nhai cũng được, thì nó trị cái bệnh
nhức đầu chóng mặt và ói mửa này nọ nhé, mình cũng có thể như vậy. Thì vâng, thôi thì bây giờ mình xin ngưng tại đây để xin chúc các bạn cố gắng trồng những cái cây để mình có thể làm thuốc. Dạ, xin chào các bạn, xin chúc các bạn bình an, hạnh phúc.